bạn đang nghe từ phonos tóm tắt sách dưỡng da toàn thư tác giả anjali mato da thường nhận được sự quan tâm ít hơn các bộ phận khác như tim phổi hay tử cung có lẽ vì chúng ta có thể nhìn thấy chúng hàng ngày mà không cần tới các loại máy móc chụp chiếu chuyên dụng. Vùng da duy nhất nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả, chủ yếu từ phái nữ, là vùng da mặt, cổ, vì người ta không thể che đậy chúng như các vùng khác. Và buồn thay, vùng da này cũng là yếu tố để người đối diện đưa ra cách đánh giá về bạn. Theo tác giả Anjali Mato, làn da của con người là một cơ quan sinh học phức tạp nằm ở ranh giới giữa vẻ đẹp, sức khỏe, bệnh tật. Chúng ta bị ám ảnh với tiêu chuẩn của một làn da đẹp tới mức quên mất những điều tuyệt vời khác mà da mang lại. Đó là ngăn tia cực tím từ mặt trời, ngăn ngừa mất nước và sự xâm nhập của vi khuẩn hay hóa chất có hại, điều hòa nhiệt độ, sản xuất vitamin D, miễn dịch, vân vân. Và tất nhiên, công dụng được quan tâm nhất là làm đẹp. Vì thế, mọi vùng da trên cơ thể bạn đều cần sự quan tâm tương đương nhau. Dưới tác động của truyền thông, ngành công nghiệp làm đẹp bùng nổ với hàng triệu sản phẩm, hứa hẹn trả lại cho bạn một làn da không tỳ vết. Nhưng thực tế là, không phải cứ bôi retinoid là sẽ hết mụn, cứ tiêm botox hay filler là dẫn đến đơ mặt, hay mỹ phẩm có dán nhãn tự nhiên hữu cơ là an toàn. Dưỡng da toàn thư sẽ cho bạn biết những sự thật bên dưới các thông điệp quảng cáo của truyền thông về sản phẩm và dịch vụ chăm sóc da. Hãy cùng Phonos điểm qua 3 nội dung chính trong cuốn sách nhé. Nội dung thứ nhất: Hiểu cách da của bạn hoạt động. Bề mặt phía trên cùng của da bạn, nơi tay bạn chạm vào, nơi những cái mụn đáng ghét nổi lên, nơi hình xăm của bạn tỏa sáng, được gọi là phần biểu bì. Phần này bao gồm các tế bào sừng keratin, thường thấy trong lông, tóc, móng, cung cấp khả năng bảo vệ và chống thấm. Các tế bào hắc tố giúp chống tiêu UV và tạo màu cho da. Các tế bào Langerhans tạo miễn dịch và tế bào Merkel cho phép ta cảm nhận nóng, lạnh, đau, rát, vân vân. Dưới biểu bì là hạ bì, gồm các đầu dây thần kinh, collagen, elastin, vô cùng phức tạp. Đây cũng là khu vực mà các sản phẩm làm đẹp nhắm đến. Da lão hóa nhanh hơn bất kỳ cơ quan nào khác trên cơ thể và việc già đi này rất khó che giấu. Từ sau khi bạn thổi nến mừng sinh nhật bước sang tuổi 20, bạn có thêm một nỗi lo mới. Hoạt động sản xuất collagen trong da bắt đầu giảm 1% mỗi năm. Tới sau thời kỳ mãn kinh, độ dày của làn da tiếp tục trượt dốc thêm giảm 1,13% và càng về sau con số càng có nguy cơ lớn hơn. Quá trình lão hóa bên trong da là do sự rút ngắn các telomere và tổn thương ở các ti thể, cùng với sự sụp giảm thay đổi của nội tiết tố. Khi bạn phơi da mình dưới ánh nắng mặt trời bỏng rác với các chùm tia UV mắt thường không thể thấy, bạn đã đóng góp thêm vào quá trình lão hóa da bên ngoài, khiến da tăng sắc tố, nám sạm, phát triển mụn hay tệ hơn là mắc ung thư da làn da của mỗi người không giống nhau có người da dầu người da khô người da hỗn hợp cũng có người ở giai đoạn dậy thì là da dầu sau đó chuyển thành da khô hoặc tùy vào thời tiết nơi bạn sống da cũng có những biểu hiện khác theo đó việc chăm sóc thăm khám cũng không rập khuôn được nội dung thứ hai các vấn đề và bệnh lý thường gặp về da cũng như bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể, da cũng có ti tỷ thứ bệnh lý hoặc triệu chứng, mụn, nám, sạm, đồi mồi, lão hóa, tăng sắc tố, chảy xệ, ung thư, vân vân. Một số bệnh có vẻ hiếm gặp hơn, như chứng đỏ mặt rosacea. Nguyên nhân cũng rất đa dạng, từ chuyện nhỏ có thể thay đổi như cách chăm sóc da chưa đúng, sử dụng băng đô, đồ thể thao bó chặt để tóc dính vào da mặt lối sống không khoa học lười tập thể dục chế độ ăn nhiều muối đường cho đến những nguyên nhân buộc bạn phải sống chung với lũ như ô nhiễm không khí tiếp xúc ánh nắng mặt trời cường độ cao trong đó nguyên nhân lớn nhất mà nhiều người bỏ qua là không bôi kem chống nắng một số người cho rằng ngày mưa ngày âm u hay mùa đông không có nắng thì không cần bôi kem nhưng thực tế tia uva gây lão hóa hoàn toàn có thể xuyên thẳng qua mây cửa kính xuyên qua luôn tầng biểu bì trên da bạn để tàn phá phía dưới mà không cần mặt trời ló dạng những bữa tiệc say sưa với nhiều rượu bia cũng âm thầm rút hết nước trong cơ thể bạn bao gồm cả da để gan thận kịp tống chất độc ra ngoài cơ thể vào sáng hôm sau vì bạn không bổ sung kịp nước và khoáng chất các liên kết trong da bạn lặng lẽ đứt rời ngày hôm sau trên thực tế bạn đã lão hóa đi nhiều phần so với 24 giờ trước. Vậy bây giờ bạn phải làm thế nào? Nội dung thứ ba, khám phá thế giới làm đẹp da bằng những kiến thức nền tảng không quảng cáo. Có vô số cách để săn sóc một làn da khỏe mạnh. Cách đầu tiên, thường thấy nhất và có lẽ dễ dàng nhất là chu trình skincare phù hợp. Với dưỡng da toàn thư, bạn sẽ biết một danh mục các chất nên và không nên có trong một tiếp mỹ phẩm. Bạn sẽ hiểu retinoid thần thánh như thế nào với da, nhưng không phải cứ ra hiệu thuốc hô to retinoid là bôi gì cũng được. Bạn cũng sẽ hiểu cách AHA, BHA hay kem chống nắng hoạt động. Đi cùng đó, bạn cũng hiểu cách một chế độ sinh hoạt lành mạnh, việc nuôi dưỡng hệ vi sinh vật của da đóng góp như thế nào cho một làn da khỏe khoắn với những bệnh lý phức tạp hơn như lão hóa, chứng đỏ mặt rosacea, các loại sẹo, vân vân, thì các phương pháp tiên tiến như thay da hóa học, thiết bị chiếu laser hay tần số vô tuyến, liệu pháp nội tiết, phẫu thuật, lăng kim, bóc tách đáy sẹo, vân vân, có thể giúp được bạn. Thậm chí tiêm Botox hay filler cũng không hề tệ như truyền thông mô tả. Điều quan trọng là bạn cần biết cách tự kiểm tra xem nơi mình điều trị có thực sự uy tín, bác sĩ làm việc với mình có chuyên môn và kỹ năng tốt hay chỉ là kẻ khoác lác. Cũng giống như trước khi mua một sản phẩm chăm sóc da nào đó, hãy đọc nhãn và hiểu nhãn, thay vì để những cụm từ hoa mỹ khiến bạn hoa mắt. Như chiết xuất tự nhiên, hữu cơ, không gây mụn, được chứng minh lâm sàng, không chứa hương liệu, thuần chay, vân vân vừa rồi là ba nội dung nổi bật của cuốn sách dưỡng da toàn thư do phonos chọn lọc để gửi đến bạn bạn thân mến việc chăm sóc da trước giờ dường như chỉ được hiểu theo khía cạnh hẹp là làm đẹp đặc biệt ở khu vực khuôn mặt trong khi thực tế chăm sóc da bao gồm cả da thân thể bên trong và bên ngoài mong muốn có làn da khỏe đẹp là một điều hoàn toàn bình thường nên dù bạn có can thiệp bằng phẫu thuật hay tiêm hóa chất cũng chẳng sao miễn bạn cảm thấy ổn nhưng trước khi trao cơ thể mình cho ai đó hãy chắc chắn bạn có kiến thức nền tảng để không bị hao tài tốn của mà chẳng được ích gì hy vọng nội dung sách hữu ích cho bạn trên hành trình tìm hiểu về làn da và từ đó thêm yêu thương bản thân mình hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách dưỡng da toàn thư trên ứng dụng phonos Hãy thường xuyên truy cập vào Phonot để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.